Bởi vì nhiều khi cái câu chuyện là mình thật thà thì cũng là cái đúng, cái chuẩn. Nhưng mà cái kể chuyện thật thà lắm thì cái kể đi kể lại, cái nhai đi nhai lại nhiều nó thành cái thằng ngu ra, đúng không? Bây giờ cũng phải tạo những cái scandal vai đồ vai ớt rồi mẹ nó chửi đi chửi lại nhiều nó mới đông người chứ. Thế bây giờ mẹ cứ một mình cứ nói như độc thoại này, rồi vài anh em lên thì thông cảm này, là ừ này nọ, thế thì nó hết câu chuyện. Ok, bất động sản thì cũng theo dõi nhiều rồi, cũng đi theo nhiều, cũng nhiều anh em trên này cũng theo dõi nhiều rồi, thì tất cả thì thực sự ra thì mình lên đây là để mà gọi là để cho nó vui vẻ thôi, cho nó cuộc sống nó qua ngày thôi, chứ lên đây thì nếu mà nói học hành nhau cũng chẳng học được cái gì của nhau. Kinh doanh không thì học các cái đa số anh em mà nghe được like thì đều là có cái tình cảm rồi, có cái con người trải qua những cái biến cố đau thương cuộc đời rồi, đâm rẫn chẳng học nữa. Về với anh em đã thành ngồi được đây, có điện thoại để mà xem được, để mà nghe được, hay giờ này rỗi thì mình vào xem được livestream, đấy cũng là một một cái con người vượt qua, cố gắng nỗ lực rồi. Thì các bạn giống như mình thôi, tức là vẫn có cái sự cố gắng, chẳng qua cái sự tham gia lên cộng đồng để mà nói được hay để mà làm được, cái đấy cũng không phải là giỏi đâu, nếu gọi là cái may mắn thôi. May mắn thì trong cái lúc mà mình khó khăn, cái trong cái lúc mà bế tắc cuộc sống ấy, trong cái lúc mà mình không còn cái lối thoát ấy, thì tự nhiên mình có những cái bất mãn, hay có những cái chán đời ấy, có những cái gọi là trầm cảm trong cuộc sống, thì mình lên thì mình cũng có nghĩ là mình để một cái gì đấy đâu, hoặc thậm chí thách thức cộng đồng hay nói cộng đồng ấy. Thì nói láp ít thôi, thì nhưng mà bây giờ lỡ rồi nhỉ, thao thao bất tuyệt, hỏi đang nói thì không biết gì. Sao không biết gì, cứ hỏi đi. Tất nhiên là những cái mà mình biết thì mình sẽ nói. Đi tù nghĩ lại vẫn vui á. Ừ, thực tế mà nói thì đây là anh em nói thế này này, nói qua cho anh em hiểu này. Cái đi tù ấy là một cái hành động sai. Đấy, một cái hành động sai. Mình sai đây không phải là sai với cá nhân một con người, mà mình sai đây là mình sai với pháp luật. Mà khi pháp luật xử, tức là cho mình cơ hội làm lại cuộc đời, thì vì vậy vào đấy là để cho mình cảm nhận là cái cuộc sống là mình phải đi theo pháp luật, tuân thủ theo mọi quy tắc của nhà nước. Đấy, thì mình không biết nên mình ngông cuồng, mình coi thường, rồi là mình thách thức, rồi mình không biết, hay là cái cách sống của mình với mọi người xung quanh không được ổn. Đấy, hoặc là những cái tệ nạn của xã hội thì mình bị đi tù thôi. Mà trong đi tù ấy thì vào đấy là chủ yếu là cảm hóa con người. Cảm hóa con người thôi anh em ạ. Chủ yếu là cảm hóa, chẳng hạn như người lười lao động này, rồi là không biết về pháp luật này, rồi là ngang tàng này, rồi là cái cuộc đấy thì mình mới phải đi tù. Nếu như trong quá trình đi tù ấy thì các bạn chịu khó học đi. Học cái gì? Học làm người, học cái đối nhân xử thế, học hòa thuận với mọi người xung quanh, thì mình có một cái nền tảng, có một cái gọi là cái tốt, thì sau này mình làm những cái việc gì thì có người nâng đỡ, có người xin hay có người tha, hoặc là có người ngăn cản. Bên này mình không có được cái cộng đồng, không có gì ngăn cản ấy, thì tự nhiên là mình bước vào một cái đường xa lầy thôi. Ok nha, kẻ hoàn lương nhá, tù về oai rồi. Quang Lâm oai cho sao, ngoài em muộn rồi à, vẫn nói chuyện tí. Ok nhá, trong tù tạm giam cười cả ngày, cứ trêu bọn tù mới vào vui. Có lẽ Bảo Bảo ơi, thực sự ra thì cái đi tù ấy thì mình cũng kể cho anh em một tí, là nhiều khi anh em hoảng loạn ở cái đi tù thì nó có nhiều cái. Thứ nhất là những cái là mình không ngỡ rằng là mình bị bắt, hoặc là mình làm những cái việc mà tự nhiên là cái tính mình bức xúc hay nóng giận, ví dụ đánh nhau này, hay rồi là lô đề cờ bạc, hoặc là những cái vấn đề tệ nạn xã hội như các cái chất cấm kích thích, thì ví dụ như may lắc cái phòng bay ví dụ như thế, chẳng may bị chụp thì bị đi vào trại thôi, chứ cái chuyện bình thường. Hay có thể là đỗ xe ngoài đường ấy, là quá an toàn này, quá thời gian này, lỡ may chết người. Đấy, những cái vân vân các cái sự kiện. Còn có những cái người là túng thiếu quá, tức là mình tiêu cả xài cá nhân, chi tiêu nó nhiều quá, đây là coi như là nợ nần chồng chất, rồi đi ăn trộm ăn cắp để mà gọi là ti tiêu, rồi là cướp, rồi là thậm chí còn hợp diêm cũng thế.
mình không có tiền này, mình không có điều kiện đi nhà nghỉ đi cái rồi gì, rồi mình phải làm những cái việc nó không xứng đáng, thì từ đấy mình nhận thức của mình nó sai nhiều. Sai nhiều thì sau đấy mình ấy ngủ, cũng muốn ngủ. Cuộc sống cũng không phải là hết đâu, cũng không phải là phải buồn về những cái chuyện gì đâu, nhưng mà mình cố gắng lên này. Cuộc đời ai cũng chẳng có cái sai lầm, đừng lấy cái quá khứ đấy, đừng có thấy bản thân đấy. Nếu mà nói về tự hào, nếu mà nói về cái gì thì đấy có là một cái bước trải nghiệm. Tại sao mình phải buồn về những cái vi phạm của mình? Nhà nước không bắt thôi, nhà nước bắt hết án rồi thì thôi, chứ có cái gì đâu mà mọi người đời cứ phải là như thế nọ thế kia, đúng không? Thì tự họ mình cảm thấy là bình thường mà, mình cảm thấy vui mà, mình cảm thấy mình gọi là kết thúc cái nghĩa vụ của mình, đúng không? Gọi là trả nợ cho nhà nước những cái sai phạm mình và làm lại cuộc sống của mình, thì có cái gì đâu mà phải ngại, phải dây, phải hổ thẹn.